Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video này. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hộp. Đây các bạn, đây là cái hộp hộp bí mật này. Có cả khóa này mà, chiếc khóa nhỏ xíu này. Đây. Đây là toàn cảnh chiếc hộp này. Đây. Đây là mặt dưới của chiếc hộp nè. Đây chúng ta có dòng chữ gì đây, Phantom gì đây, tạo được bằng nhựa nhé. Mà đây mặt bên đây là có một cái thanh thép để giữ hai cái phần, giữ hai cái hộp hợp lại với nhau. Bên hông rồi ạ. À, bên hông này chúng ta sẽ có cái tem này. Little Fiston book box with padlock. Đây là cái hiệu của nó đây bạn. Little Fish. Này. Chỉ website. Mã barcode đó. Đây trên hộp, cái hộp bằng nhựa nhưng mà bằng nhựa nhưng mà cũng dày á. Nói chung cái này mình mua cái hộp này để đựng những cái ốc vít, những cái dụng cụ nhỏ 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 của mình ha, cho nó gọn để lung tung hết, lúc tìm kiếm thì nó khó khăn. Lục lên đây, tay cầm đó bạn, tay cầm được xếp gọn lại phía dưới nè. Đó. Bằng nhựa này cũng nhẹ, không có nặng gì đâu. Đây, cái này có chìa khóa nè, mình thử mình mở cái khóa nhỏ này ha. Khóa nhỏ xíu à. Làm kỳ công. Cũng có in chữ Little Fish nè, 20 mm. Nó nhỏ xíu à. Có được ngón tay, nằm trên được cái ngón tay, bằng ngón tay. Hai chìa khóa nhỏ xinh. À. Đây. Cái này là hai cái lọc, hai cái khó nè bạn. Rồi. Đó, đây cơ chế của nó, mở lên. Đó, gạt ra. Đó, giờ mình sẽ mở phía trong. Chúng ta coi phía trong hộp nè. Đây. Phía trong hộp thì có một cái khay các bạn. Nhiều ngăn. Rồi, đây. Đây. Đó. Cái khay. Có nó chia rất là nhiều ngăn được như vậy. Đây, còn đây là phía trong hộp nè. Cái này giống như chia làm hai khay ấy mà. Phía dưới nè. Đó. Nó có dày nè. Bị dày rồi, bị cao đó, chụp cao nè. Khi mình bỏ phía cái khay này xuống dưới á thì nó che gần một nửa cái. Đó, coi nè. Nó cao cũng gần một nửa cái phía dưới rồi, cái thùng phía dưới rồi, nhưng mà vậy là đủ rồi. Đó. Các bạn biết giá của cái hộp này nhiêu không? Cái hộp này mình mua lúc mà nó còn, nó giảm giá lúc bình thường là hình như 100 mấy, mà 101, 102 gì á, nhưng lúc giảm giá thì còn 60 ngàn. 60 ngàn cho cái hộp này thì mình nghĩ ok mà. Đây bề ngang nó gần khoảng được ba mấy 40 cm. Mua này đựng những cái đồ linh tinh của mình được đó. Ốc vít bỏ vô hộp, bỏ vô ngăn nha cho nó gọn. Đây là nhựa thông để dùng cho mở hàng.
Đây là chì này. Đó, mình sẽ bỏ những cái đồ linh tinh của mình vô đây cho nó gọn. Đây. Cái hộp cũng hợp lý đó ạ. Đây. Đựng những cái đồ điện linh tinh này. Đây, cái đồ đựng nhựa thông để hàng này. Tủ vít các thể loại. Đây. Vít không. Đó. Tha hồ bỏ những đồ linh tinh. Đây phía trên đó mà bỏ phía dưới nè. Đó, phía dưới đựng những cái đồ này, bỏ xuống phía dưới. Đó. Đây, súng bắn keo. Bỏ xuống dưới đây luôn. Hóa hàng. Đó, tạm thời bỏ những đồ linh tinh như thế này. Rồi, đó. Khóa lại. Đó như thế các bạn. Xách đi. Ở đây hộp này tiện lợi không? Giá thì rẻ. 60.000 hộp vậy. Bữa mình mua con hộp à. Bữa đây sách được về hộp. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha.